Bạn thường lo lắng không biết hóa đơn điện thoại tháng này như thế nào? Làm sao để truy cập tất cả các dịch vụ của Viettel mà không cần phải đăng ký? Làm sao để biết được các thông tin khuyến mãi một cách nhanh nhất? Một ứng dụng giúp bạn giải đáp được tất cả những thắc mắc đó chính là MyViettel. MyViettel là một ứng dụng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Viettel, hướng đến trực tiếp đối tượng khách hàng sử dụng smartphone và các thiết bị di động thông minh. Đây là một kênh tương tác mới giúp Viettel chăm sóc khách hàng tốt hơn, đồng thời giúp khách hàng quản lý chi tiêu của mình một cách rõ ràng hơn. Ứng dụng MyViettel hiện đang cung cấp cho người dùng hệ điều hành iOS và Android. Chỉ cần search cụm từ MyViettel trên Apple Store với hệ điều hành iOS hay trên ứng dụng CH Play với hệ điều hành Android là bạn đã thấy ngay ứng dụng thông minh này của Viettel. Cùng tải xuống và trải nghiệm các tính năng nổi bật. Tính năng tra cứu thông tin. Bạn có thể tra cứu thông tin thuê bao chỉ cần bằng cách đăng nhập vào app, click vào mục tài khoản. Các thông tin về số dư tài khoản được hiển thị rõ ràng theo thời gian thực. Bạn cũng có thể tra cứu các thông tin thuê bao điện thoại đã gọi theo ngày, tháng mà người dùng lựa chọn. Tính năng kiểm tra tài khoản khuyến mãi. MyViettel giúp khách hàng có được đầy đủ thông tin về các chương trình khuyến mãi của nhà mạng Viettel. Chỉ cần click vào mục khuyến mãi cho bạn, bạn sẽ không cần phải nhớ bất kỳ một dãy số nào để thao tác kiểm tra ngoài việc trỏ vào để click. Tính năng đăng ký dịch vụ thanh toán cước đa kênh. MyViettel cung cấp cho khách hàng tất cả những thông tin liên quan đến Viettel. Không chỉ dễ dàng đăng ký các chương trình dành cho thuê bao di động, bạn còn có thể được trải nghiệm đăng ký sử dụng các dịch vụ khác do Viettel cung cấp. Đồng thời, bạn cũng sẽ dễ dàng thực hiện thanh toán cho các dịch vụ di động cũng như dịch vụ khác trên chính app MyViettel của mình. Tính năng chăm sóc khách hàng. MyViettel còn là một ứng dụng chăm sóc khách hàng vô cùng thuận tiện, giúp khách hàng tương tác với người làm sản phẩm và khách hàng cũng luôn được chăm sóc chu đáo từ nhà mạng. Sử dụng MyViettel, khách hàng có thể đánh giá, bình luận như mạng xã hội và nhận phản hồi trong thời gian ngắn nhất, giúp khách hàng tương tác với người làm sản phẩm. MyViettel lúc này không chỉ phục vụ hoạt động chăm sóc khách hàng, mà còn là cẩm nang dịch vụ Viettel trực tuyến của nhà mạng Viettel cũng như các doanh nghiệp khác. Ấn tượng MyViettel. Sản phẩm MyViettel được phát triển từ tháng 12 năm 2015 và đang được nâng cấp trên một nền tảng công nghệ mới, một platform có thể đáp ứng được hàng trăm triệu khách hàng tương tác trước khi vào các hệ thống bên trong của Viettel. Tính đến nay, MyViettel đã có 507.790 lượt cài đặt app MyViettel. Từ tháng 6 năm 2016 đến nay, trung bình một ngày có 12.500.000 lượt tương tác, hàng ngàn đánh giá tích cực và rating trên 4 sao ở các chợ ứng dụng có uy tín như Google Play, App Store. Dù chưa từng được truyền thông, nhưng con số ấn tượng trên đã thể hiện rõ sức thu hút sự ủng hộ của khách hàng dành cho MyViettel. Sản phẩm Made by Viettel, chất lượng cao. Hãy để MyViettel chăm sóc bạn tốt hơn.